Để thành công, bạn cần rất nhiều kỹ năng và một trong số đó là kỹ năng tạo dựng chuyên môn. Vậy cách thức tạo dựng và tối ưu hóa các kỹ năng của bạn theo thời gian sẽ trải qua những bước nào? Video này sẽ đưa ra một số cách để bạn có thể tận dụng được tối đa những khả năng mình có, từ đó thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá, hình thành tư duy tích cực để thành công trong cuộc sống. Cách 1. Ngừng cố gắng để trở nên tốt hơn. Chúng ta luôn so sánh thành tích của mình với thành tích của người khác và để xem chúng ta đã đánh giá và công nhận tài năng của bản thân ra sao. Sẽ có được những người cảm thấy hài lòng với kết quả mình đạt được, số còn lại sẽ nhìn lại thành tích của mình và tìm ra khuyết điểm trong đó. Đa phần, những người luôn mang trong mình tư tưởng cần trở nên tốt hơn sẽ ngừng lại để tìm ra điểm yếu và khắc phục nó. Điều này giúp họ có thể tiến bộ nhanh hơn những người khác. Nhờ vậy mà chuyên môn của họ ngày càng được nâng cao. Cách 2. Chạy hết tốc lực để đạt đến sự tinh thông. Sự chăm chỉ, kiên trì, tận tâm hướng tới mục tiêu và thực hành kỹ năng thường xuyên sẽ là điều giúp bạn đạt được hoài bão. Bạn có thể có tài năng vượt trội, nhưng để thực sự đạt đến đỉnh cao, bạn cần phải không ngừng phát triển tài năng đó bằng cách thực hành và làm việc có chủ đích. Vậy bạn cần làm cách nào để thực hành có chủ đích? Đó chính là dành thời gian để thường xuyên chạy nước rút cho những công việc mà bạn quan tâm nhất, thuộc những dự án hoặc những kỹ năng quan trọng mà không bị phân tán. Thực hành cẩn thận là khi bạn chỉ tập trung vào một khía cạnh của công việc và sau đó bắt đầu cải thiện nó một cách cố ý và lặp đi lặp lại, không cần biết bao nhiêu thời gian, và đó chính là khía cạnh quan trọng nhất để thành công. Sau đó, hãy nhớ thưởng cho mình một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi. Cách 3. Tránh cao nguyên bình ổn. Thông thường, chúng ta luôn cảm thấy ổn với kết quả mà mình đạt được trong công việc và ngừng chú tâm đến sự tiến bộ. Lúc này chính là lúc bạn đang nằm trên vùng cao nguyên bình ổn. Việc bạn cần làm là cố gắng tập trung vào những công việc có thể thúc đẩy bạn như chú tâm luyện tập những công việc khó khi phát triển những kỹ năng mới. Những áp lực đó giúp bạn nhận ra được mình đã tiến bộ ra sao khi gặp khó khăn. Cách 4. Khao khát những phản hồi. Khi bạn làm bất kỳ một công việc gì cũng cần nhận được những lời phản hồi đánh giá của người khác, để thông qua đó nhìn nhận được kết quả và những điểm mình đã và chưa làm được, từ đó sẽ hoàn thiện được bản thân. Muốn thu thập được tất cả các phản hồi, bạn cần có một phương thức thu thập riêng. Dù bạn tự theo dõi những tiến độ của bản thân hay thuê một huấn luyện viên, thì đó là yếu tố cần thiết nhất để phát triển và học hỏi. Cách thứ 5. Biến việc tạo dựng thói quen thành một thói quen. Cách tốt nhất để có thể giúp bạn thay đổi một thói quen chính là tự tạo dựng và thay đổi cho mình một thói quen mới bằng cách cố gắng thay đổi thói quen đó trong vòng 1 tháng. Nếu có thể tạo ra những hành vi giúp bạn làm tốt công việc một cách tự động, thì việc đạt được thành công hơn nữa sẽ rất dễ dàng. Cách thứ 6. Việc quan sát thường nhật dẫn đến sự tiến bộ. Tại sao chúng ta phải không ngừng quan sát? Vì quan sát giúp chúng ta nhìn nhận vấn đề theo nhiều khía cạnh khác nhau để có một cái nhìn tổng quát nhất về sự việc. Việc theo dõi và quan sát lại các thành công hay thất bại của mỗi người trong quá khứ và hiện tại chính là một trong những bước đầu tiên giúp ta xác định được những thách thức và cơ hội trong những tình huống tương tự xảy ra, hay đem đến cho bạn một nguồn cảm hứng sáng tạo mới. Chính vì vậy, ngay bây giờ, hãy theo dõi sự tiến bộ của bản thân bằng việc bỏ ra vài phút mỗi ngày để viết nhật ký.